Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 4 các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó chính là bài tấn tạ yến, được chưa? Tấn tạ yến và kg trang 23 nha các bạn. Thì để hiểu được tấn tạ yến kg tại sao nó lại có ứng dụng trong toán học thì rất đơn giản thôi. Ví dụ như khi bạn mua một cái cục kẹo đi 2.000, đúng không ạ? 2.000 thì bạn có thể đưa là 4 tờ 500, đúng không ạ? Hoặc là bạn đưa 2 tờ 1.000. Như vậy thì bạn đưa 4 tờ 500 thì bạn phải đưa 4 tờ. Còn tờ 1.000 bạn phải đưa 2 tờ. Vậy còn cách nào để đưa cho lẹ hơn hay không? Mất công bạn phải đếm số lượng tờ nữa thì người ta sẽ sinh ra là tờ 1 tờ 2.000, được chưa ạ? Thì tấn tạ yến cũng vậy, nó sẽ hỗ trợ cho cái đơn vị kg của mình, ví dụ như 10 kg, rồi 100 kg, 1000 kg thì được rút gọn lại thành những cái gì thì rất đơn giản nha các bạn. Thì đơn vị tấn tạ có hỗ trợ như vậy nha các bạn. Thì mình để giải được cái bài toán đổi đơn vị tấn tạ yến thì các bạn phải nhớ nè, tấn rồi tới tạ, rồi tới yến, rồi tới kg, được chưa? Đó, mình phải vẽ được cái bảng này ra. Mình phải thứ nhất các bạn phải thuộc thứ tự tấn, rồi tới tạ, rồi tới yến, rồi tới ký kg, nhớ chưa? Bước đầu các bạn phải nhớ thứ tự tấn, tạ, yến, kg. Các bạn đọc hoài đi, đọc 10 lần, 100 lần cũng được, đọc làm sao nhớ thứ tự của nó, tấn, tạ, yến, kg. Rồi, để đổi một yến thì được bao nhiêu kg, một yến thì được bao nhiêu kg thì rất đơn giản. Một yến, đúng không? Yến đây, cột yến này các bạn, cột yến thì ghi một vô đây chưa ạ. Thôi cỏ qua kg thì tới đây thì chưa có số gì hết, bạn điền thêm số không. Vậy một yến chính là 10 kg, được chưa ạ? Vậy một tạ thì bao nhiêu yến? Cũng tương tự như vậy, một tạ thì cái cột tạ đây, một tạ đổi qua yến, tới yến chưa có số gì hết, mình điền thêm số không, vậy là được 10 yến. Tiếp tục, một tạ thì được bao nhiêu kg thì rất đơn giản, một tạ thì được bao nhiêu kg thì các bạn điền vô cột tạ nè, một tạ nè đến kg nè, yến nè chưa tới thêm không nè, kg tới rồi nè thêm không nè, vậy là 100 kg. Vậy một tấn thì được bao nhiêu kg thì cũng tương tự vậy, một tấn nè, được chưa? Một tấn đổi qua tới kg, tới đây các bạn mới dừng nha, vậy các bạn thêm không nè, thêm không và thêm không, vậy là 1.000 kg, được chưa? Vậy để biến đổi được các đơn vị tấn, tạ, yến, kg qua lại với nhau được thì các bạn phải nhớ được thứ tự tấn, tạ, yến rồi mới tới kg. Thứ tự thứ hai, đổi từ đơn vị cao qua đơn vị thấp thì các bạn cứ yến đổi qua kg, thì một yến thì các bạn thêm số 1 tại yến, và muốn đổi qua kg thì thêm số 0, cứ vậy thôi. Đổi tới đơn vị nào thì tới đơn vị đó bạn dừng là kết thúc, xong các bạn viết cái số mà các bạn mới vừa tính được vào cái ô đó, được chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.